Thời điểm này, phần lớn diện tích vải thiều cho thu hoạch của tỉnh Bắc Giang đã được tiêu thụ, chỉ còn ít sản lượng tập trung tại huyện Lục Ngạn. Năm nay vải thiều mất mùa, nhất là đối với vải thiều chính vụ. Có lẽ cũng vì thế mà giá vải thiều liên tục tăng cao và đạt mức giá cao kỷ lục. Những ngày gần đây, giá thu mua vải tại vườn cũng như các điểm cân trên địa bàn huyện Lục Ngạn liên tục duy trì ở mức giá cao, dao động từ 65 đến 90 nghìn đồng 1 kg. Điểm khác biệt so với mọi năm từ khi đầu vụ đến nay, giá vải sớm hay vải chính vụ liên tục tăng và đạt những kỷ lục về giá mới. Năm nay được giá hơn mọi năm, mà cái mức độ chăm sóc thì nó dễ hơn. Bởi vì năm nay nó không như mọi năm, ở cái chỗ là mọi năm nó lắng nhiều. Năm nay thì thời tiết nó thuận lợi cho nên là nó mưa để nó mát, cái thứ nó không bị cháy quả, cái này không bị thối như mọi năm. Giá cao ngất ngưởng gấp 2, thậm chí có thời điểm gấp 3, gấp 4 lần so với mọi năm, nhưng việc thu mua cũng khó khăn vì không có hàng. Tại điểm cân này, thường như mọi năm sẽ thu mua từ 40 đến 50 tấn mỗi ngày, nhưng năm nay sản lượng thu mua không được một nửa nhu cầu. So với năm ngoái thì năm nay chỉ đạt được 20-30% thôi. Thế nên là nó rất là khó khăn trong việc đi thu mua. Ví dụ như là năm ngoái nhà em thì là một điểm là thu mua được một xe, nhưng mà năm nay thì nhà em để cân được một xe hàng ấy sẽ là phải đi rất là nhiều điểm. Năm nay không dễ để tìm được những vườn vải chịu quả. Thế nhưng trong bối cảnh ấy vẫn có những gia đình được mùa, giữ ổn định sản lượng bất chấp tác động của thời tiết. Chỉ với hơn 100 gốc vải nhưng gia đình bà Sênh cũng thu được 9 đến 10 tấn quả. Giá thu mua cả vườn ngay từ đầu vụ là 70.000 đồng 1 kg. Tôi rất phấn khởi vì năm nay được giá, được mùa lại được giá cao. Để mà tôi làm vải từ trước đến nay thì chỉ năm nay là được giá cao nhất. Sản lượng vải thiều cho thu hoạch năm nay đã gần hết, thời vụ cũng sắp kết thúc để bắt tay vào vụ mới. Những kinh nghiệm tốt cần được đánh giá để có những vụ mùa thắng lợi tiếp theo.